Nếu mà có ai muốn đẹp thì vô làm đẹp với mình nha. Mình sẽ làm cái máy facial spa. Trước khi mình làm thì mình sẽ rửa mặt như mọi khi, nhưng mà hôm nay mình rửa mặt với Lumi Spa. Tại sao Lumi Spa? Tại vì Lumi Spa quá tuyệt vời, rửa thật là sạch, rất là dễ, 2 phút đồng hồ thôi. Tại cái này mất chỉ có 2 phút thôi, thì mình sẽ có 2 phút để rửa mặt. Rồi trước hết mình làm ẩm mặt mình nha. Hello Ái Hoa, Muối, chị Phấn. Hello Lan. Mình có một người ở vùng Cherry Hill, 2 người ở Philadelphia và có Lan ở North Jersey. Đây là những chuyên viên săn sóc sắc đẹp và chia sẻ sắc đẹp đây. Okay, bây giờ mình làm ẩm ha. Thì theo như cái Lumi Spa mình có cái treatment cleanser nha. Mình sẽ để trước, trước khi mình sử dụng để cái máy lên. Okay, nhớ là mình phải làm ẩm mặt mình ha. Nếu mà cảm thấy còn hơi khô thì để lên cho ướt. Yeah. Lumi Spa mình xài được 2 lần trong một ngày nha. Buổi sáng và buổi tối. Okay. Đây là Lumi Spa. Ready chưa? Mọi người. Ok. Bây giờ mình start nha. Mất 2 phút đồng hồ. Mình thì chưa có order, chưa về. Order xong chưa về. Dạ, thì mình sẽ sử dụng rửa mặt bằng cái gì cũng được hết. Nhưng mà sẵn hôm nay có Lumi Spa thì mình giới thiệu về Lumi Spa rửa mặt. Cái này ai xài cũng được hết. 8 tuổi trở lên là ok. Yes, chị 8 tuổi hả chị hả? Yes. Dạ, con gái em thì coi cái bút lẹt á. 8 gì không có gì dính chế chế da. 8 tuổi trở lên là ok rồi. Dạ. Em bố em rửa cho con Khang, ta 6 tuổi em rửa cho nó luôn. Dạ, 8 gì. Dạ, yeah, đây 6 tuổi rửa luôn. Tại vì đặc biệt là cái dụng cụ này, một dụng cụ mà hai tác dụng mà tới 7 hiệu quả nha. Yes. Thứ nhất, cái tác dụng đầu tiên là nó làm cho cái da mình thật là sạch. Rồi cái tác dụng thứ hai nữa đó, nó giúp tái tạo lại làn da. Thì sau khi mà mình rửa xong là mình sẽ thấy là cái da mình thật là sạch, bởi vì nó lấy sâu vào lỗ cái chân lông của mình. Lấy chất bụi ra, lấy mồ hôi ra, rồi da mặt mình thì sẽ rất là mịn, mà mềm mại, rồi rất là sáng. Mà cái mặt mình có cảm giác nha, nó căng là bởi vì nó đi theo cái chiều mà massage vậy nè, nó giúp đàn hồi cái da của mình. Mình dễ xài nữa, chỉ có 2 phút à. Dạ, yeah, mà chỉ có 2 phút đồng hồ thôi là mình đã có một cái công dụng tuyệt vời, rửa thật sạch. Mình mê cái này lắm. Nếu như mà mình có cái mascara đó thì mình sẽ đi nhẹ vô trong cái lông mi của mình nè, mình đi nhẹ vô trong cái lông mi của mình một hồi sẽ rất là nó sẽ đi ra, mình không có cần sử dụng tới makeup remover. Wow. Good. Còn đặc biệt hay vậy nè, nếu mà mình xài cái son mà nó ở đó mà nhiều khi nó cũng không có ra đó, mình sẽ đi cái vòng môi này nè, nó sẽ ra luôn. Ok, 2 phút trôi qua rất là mau. Thì mình sẽ thấy nè ha, cái chỗ này của mình nè, cái màu dơ là tại vì mình có makeup đó, cho nên cái này là những cái phấn, những cái dơ ở đây. Còn ví dụ như mà mình, mặc dù mình không có makeup nha, cái này nó cũng sẽ ra là màu vàng, là cái dơ đó. Thì bây giờ sao? Đơn giản, mình chỉ lột ra thôi. Cái này mình rửa thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa mặt qua. Rửa mặt nhé. Thật ra mà nhờ cái này cho nên mình siêng năng ở đây mình làm đó. Làm một mình cũng hơi buồn. Ở đây vừa làm vừa tám, vừa học hỏi, vừa chia sẻ. Rồi bây giờ tới cái phần facial spa. Đây là cái máy facial spa, còn đây là cái conditioner gel. Cái gel này đi chung với cái máy này, đặc biệt đừng đi riêng nha. Có người hỏi mình xài cái khác được hay không, thì người ta, các nhà khoa học đã nghiên cứu đi chung với nhau thì mình không cần phải chế biến đi khác, tại vì khi như vậy thì nó sẽ có hiệu quả đúng ha. 2 phút trôi qua nhanh thế, quá nhanh. Ok, như mình là mình để thẳng cái gel này lên trên cái máy luôn. Rồi mình sẽ để đều trên cái mặt của mình.
đi cái này 5 phút nha. Ok. Rồi, ready chưa? Ô, chị Phấn đã ready rồi. Ok. Sau khi mình để điện lên mặt của mình, mình bấm số 4. Rồi, bắt đầu bấm số 4. Rồi. Bấm số 4 này. Chơi cái chèo. Ok. Bắt đầu mình đi ha. Mình sẽ đi đều lên cặp của mình. Đặc biệt ha. Chèo. Mình sẽ đi từ ở trong ra và ở hướng mình đẩy lên. Đi cái này có thể mình đi 2 hoặc 3 lần trong một tuần. Nào mà da khô có thể xịt cái môi trường mít để dưỡng ẩm. Yes, chị. Ok. Một cái rất là hay nha. Mình thấy cái cầm chữ V không? Nếu mà cả nhà có ai muốn cầm chữ V thì nhớ nói cho mình biết để mình chỉ cho đi cái cầm chữ V. Đây. Mình gọi đây là cái bàn ủi, cho nên mình nên đi cái hướng mình muốn mà đừng đi sai ha. Mình đẩy nó lên. Cái làm cho cái cơ này nó căng. Nó đi theo cái hướng này. Bảo đảm mình đi đều đặn thời gian thì mình sẽ có theo cái gương mặt của mình muốn ha. Ok. Mình đi vào cái hướng mắt này ha. Mình đẩy lên. Đẩy lên. Tại vì mình có cái chiều hướng của mình lớn tuổi thì cái mắt của mình bị sụp á. Mình đẩy nó lên. Rồi những cái này là thường thường những cái nếp nhăn nè. Mình đẩy nó. Đẩy nó lên. Wow, chị Phấn ơi. Em thấy chị Muối đẩy từ đó. Chị Muối đi sát qua đó luôn. Chị Muối thấy nó như thế nào chị Muối? Đọc chưa? Dạ, yeah, mình đưa nó ra hết. Những cái nếp nhăn đó. Dạ. Yeah. Mình đưa nó ra hết. Lúc này coi bồ mắt chị Muối mở to lắm à. Tại vì dạo này mình tập trung ở trên cái mí mắt á. Nó sụm xuống quá, thấy con lằn à. Bây giờ mình phải tập trung cho nó. Nhìn qua mặt chị Muối không thấy mắt đâu á. Dạ, thì như mình thấy đó. Thí dụ bây giờ mình muốn cái mắt của mình mà nó bị sụp đó. Thì mình như chị Phấn, chị Muối là chị Muối tập trung vô cái mí mắt mình kéo nó lên. Dạ, yeah, mình giữ lại sụp. Nó. Giữ lại đó cho một hồi để cho nó lâu một chút. Để cho nó to lên. Với lại nó vừa giúp mấy cái trên cái chỗ đó, cái da nó dòm nó giống như là có mỡ đó. Dạ. Nó bị bọng không vậy? Dạ, nó bọng rồi nó bọng bọng á. Mà bây giờ em đi em tập trung lên cái đó đó, bây giờ thấy nó hết rồi, hết bọng bọng rồi. Wow. Ok, thì đó, thí dụ như giờ cái mắt của mình, dưới cái mí mắt của mình mà nếu như mà mình bị bọng nè, mình bị sụp nè, mà mình bị nhăn nè, thì mình có thể tập trung vô cái ở đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái da mắt của mình nó sẽ khác hẳn ha. Coi như là chỗ nào mình bị, mình muốn chỗ đó nó được khác hơn thì mình tập trung đó nhiều một chút thì nó sẽ đến khác liền. Ok, thì bây giờ mình hơi bị khô thì mình có thể giữ mình thêm một chút nha. Mình đặc biệt là đừng nên đi cái khi mà cái da mặt của mình khô. Mình có thể để thêm gel hoặc là mình dùng cái cup of mist, right? Napka mist. Sorry. Đọc riết rồi quên mất rồi. Ok ha, thì bây giờ vậy. Thí dụ nha, mình muốn tập trung vào cái phần cổ. Ok. Mình muốn cho cái cổ của mình nó trẻ như cái mặt thì mình sẽ tập trung vào phần cổ. Muốn cái má mình, nếu mà nó chảy xệ quá thì mình đưa nó lên, thì mình tập trung đó lâu một chút thì nó sẽ nâng lên. Ok, thì coi như là bây giờ mình muốn cái gì thì mình cứ tập trung vào cái đó, phải không chị? Ok, thì đó là mà bí quyết. Muốn có cái sống mũi cao lên thì mình tập trung hai bên mũi, giữ lại cho nó ép nó vô thì nó sẽ đưa cái sống mũi cao lên. Wow, tuyệt vời chưa? Không cần phải đi Botox phải không chị? Khỏi cần thẩm mỹ viện gì hết á. Cái máy này thẩm mỹ cho mình rồi. Vừa rẻ tiền mà vừa tiện nghi ở tại nhà luôn. Yeah. Khỏi có cần đi đâu hết. Mà nó tự nhiên hả chị hả? Okay, khỏi có mổ xẻ gì hết trơn á. Ok, bây giờ mình đi sống mũi mình nha. Giờ mình lời khuyên của chị Muối, mình sẽ đi sống mũi của mình. Mình sẽ đi sống mũi của mình lên. Mình đi ở hai bên
cái dây sống mũi đó, đi thẳng lên, đi thẳng lên nó giữ đó là rồi bắt đầu đưa lên, nó sẽ làm cho cái sống mũi mình cao lên. Ok chị, rồi thank you, you're welcome. Yeah. Cái này mình cũng học lời của mấy chị thôi. Yeah, cái này là cái học hỏi cái đó là lý do tại sao khi mình vô đây á, mình vừa làm đẹp với nhau, mình vừa học hỏi, mình vừa chia sẻ đó. Mình học được mấy cái bí quyết hay, thành ra mình để ý mình tập trung vô đó thì mình thấy nó work very good. Yeah. Bây giờ em chạy cái mắt á, nó nhỏ xíu à, giống như có một lần thôi, bây giờ từ từ nó to lại rồi. Em nói chị, nói là bây giờ mắt mình không có nhỏ như hồi xưa nữa nha. Hồi lúc em mới gặp chị mắt nhỏ xíu không? Yes. Thì cái này cái cách là đánh cho cái mình sẽ giữ cho cái mặt của mình nè, căng nè, bớt đi cái nếp nhăn nè. Và còn một cái hay nữa đó là nó sẽ mờ đi những cái vết nâu, vết nám nè. Xong rồi hả Ái Hoa, 5 phút trôi qua mau quá. Đó, 5 phút vừa xong. Em tự nói mãi em chạy như máy bay vậy. Ok ha. Thì đây là cái đợt đầu tiên. Thì có người đi tới 2 lần. Tùy theo cái da mặt của mình được đi thêm một lần thứ 2 nữa nha. Nhưng mà tại vì tụi mình đi thường xuyên, cho nên tương đối cái da mặt của mình nó hơi chảnh một chút là như là máy của mình cũng mới ngưng rồi. Giống như trên cái môi á, trên cái môi mình cũng hay cười cái này cái nọ, nó có cái nét nhăn đó. Yeah. Em chạy đó lâu chút á, ghét nó cũng không có nét nữa. Oh wow. Mặt thế nào khi nào mình làm biếng chạy á, để lâu quá cái bắt đầu nó kia nha. Yeah. Thì bây giờ chăm sóc nó đều đặn á thì nó không còn luôn. Yeah. Bây giờ thì sau khi mình lấy cái chất treo đó ra lần thứ nhất, tại vì đó là những cái dơ đó, thì mình sẽ để lại thêm một lần thứ hai. Mình cũng sẽ làm giống như lần đầu ha, mình để đều lên mặt của lên. Lần thứ hai thì đi số 3. Yeah. Yeah, đi số 3. Một ha. Ok. Mình để ý á, khi nào mà cái da mình nó mệt mỏi á là mình đánh á, mình sẽ feel nó rát. Khi nào mà mình mệt mỏi á, cái da dơ quá hoặc là nó mệt mỏi á là nó sẽ bị hơi rất rát, nhưng mà cái mặt mình không đỏ ngay, mình chỉ feel vậy thôi cho mình không có bị đỏ mặt, nhưng mà nó feel. Ok Ái Hoa. Tại vì nó work nhiều hơn á. Ok. Giờ mình đi vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì mình bấm số 3. Nói đi nói lại hôm hổm em có nghe một câu chuyện của người chị chia sẻ, nói nghe nói ở bên Việt Nam đó. Yeah. Đi vô thẩm mỹ viện tốn biết bao nhiêu triệu luôn, mà đâu có quất bằng cái máy này của mình đâu. Yes chị. Cái máy này của mình đi lần đầu là mình thấy cái kết quả khác liền. Còn cái kia phải đi 6 tháng chờ, tốn biết bao nhiêu luôn. Mà 6 tháng chờ chưa chắc là được. Dài mấy năm rồi chứ. Cái máy này của mình xài liên tục là ít nhất phải là 3 năm nha, mà mình vẫn xài. Mà mình xài 3 năm rồi chứ nè. Dạ, 3 năm đó. 3 năm. Mình đang bình thường đâu có bị gì đâu, hồi trước đi xài dữ lắm, đi xài cho nhiều người lắm á. Ok ha, hồi nãy như chị Muối chia sẻ thì giờ bây giờ cái phía cái hướng miệng của mình nó, tại mình cười nhiều nó có nhiều cái vết nhăn á, thì mình tập trung mình đi ở đó. Mình nói thật ra là khi mình xài cái máy này một thời gian sau á, gần như cái nếp nhăn nó không có nhiều. Cho nên bây giờ mình đánh theo cái kiểu mình muốn đi. Bây giờ mình muốn cho cái mặt mình chữ V nè, tập trung đánh cái càm chữ V nè. Tại vì cái là cái thời thượng rồi. Mình đánh nó lên để cho cái phần này nè, nó bị xệ, nó căng lên. Nó không có bị bụng. Chị ơi, em thấy mấy gương mặt mấy chị em mình như đang V-shape rồi đấy. Có mỗi gương mặt em mà nó tròn thôi à. Trời ơi, nói quá đâu nha. Tại vì bây giờ mình đang tập trung chỗ khác, mình không có tập trung cái bicep đâu. Tập trung cái mắt quan trọng hơn. Tập trung vào cái gì rồi chị Muối ơi? Thứ nhất là chị Muối tập trung vào cái mũi cho nó cao, thứ hai là chị Muối tập trung cái mắt mình ra. Chịu ơi. Ok. Ok, bây giờ ai có nhu cầu gì thì cứ tập trung vào cái đó. Ok. Bây giờ có nhu cầu lỗ mũi cao, tập trung vào lỗ mũi. Nhu cầu có cặp mắt to để bài nhu cầu mũi cao là làm gì nè, nè bên đây nè, dịnh nó lại
ảnh vô cái này nè, ảnh vô cái chỗ mũi, chỗ cái khóe mũi nè. Okay, bây giờ chị trên trên mạng nếu có máy lấy ra làm chung cho vui nha. Dạ. Yeah. Mình làm chung với nhau mình sẽ thấy nè, bây giờ mình cho cái chân mày của mình cao nè, đó, mình tập trung vào chân mày của mình. Không mà em thấy chạy cái máy làm mì chung với lại cái này rất là tuyệt vời chị. Dạ. Yeah. À, em xài cái máy làm mì 2 ngày liên tiếp đó, thấy khác nhiều lắm đó. Dạ. Yeah. Mình đánh cái cổ nha, cho nên mình hơi ngứa cái mặt mình lên một chút. Chị Lan ơi. Chị Lan. Lan bận, Lan bận. Lan đang nói chị chuyện. Chị Mèo rồi, không nghe. Nha. Yeah. Lan đang chia sẻ. Chị Trinh xài cái Lumi thấy sao chị? Lumi Spa hả chị? Ừ. Oh. Hai hôm nay là em xài liên tiếp sáng đêm, sáng đêm đó, hai ngày liên tiếp á. Dạ, yeah, ok chị. Xài em thấy nó rất là good. Rất là sạch, rất là thoải mái. Em thấy cái đầu tiên là rất là sạch, mà nó cái nhăn á em cũng thấy nó bớt nữa. Dạ, yeah. Oh hay. Xài liên tiếp 2 ngày liền gì sáng đêm á. 2 lần một ngày. Okay. Mình thấy hơi nó hơi bị khô một chút xíu nha, mình chịu khó cho nó giữ ẩm. Tại mình cũng cái máy này khi cái da mặt mình nó không ẩm ha. Kinh nghiệm trước khi mình là chạy á, mình nhớ uống miếng nước đó chị Trinh. Yeah. Yes. Đó là cũng là một cái bí quyết khác nữa đó. Oh, wow, có nhiều bí quyết quá. Học hỏi bữa nay mình uống nước không đủ nè, nó khô quá trời đi, nó khô nhanh quá. Hồi nãy mình cũng có uống nhưng mà không có nhiều. Chắc tại ăn cái cereal nó hút hết rồi. Đổ thừa nữa. Hồi nãy đói bụng với ăn cereal chắc nó hút hết rồi. Ham làm đẹp quá cho nên nghĩa là phải vô làm đẹp cho bằng được mà. Nhờ như vậy nè, thành ra mình mới có cơ hội làm đẹp nha. Làm đẹp thường xuyên. Nếu mà mình làm mà xài đúng sản phẩm, xài đúng cách và làm thường xuyên, mình sẽ thấy cái sự khác nhau rất là nhiều. Đúng em, hôm nay em bệnh rùn lắm mà không nỡ bỏ, skip bữa. Cho nên thầy chạy vô làm đánh chút. Yeah. Công nhận bữa nay mình bị hơi khô thiệt. Uh-huh. Cái máy mình đi thường xuyên, bữa nay nó hơi bị khô khô. Sao phải em chạy lè thế? Xong rồi các chị ơi, xong lần 2 rồi nè. Ừ, xong rồi đó. Mau vậy. Nhanh ha. Mình cũng xong rồi. Trời. Nãy mình tính hỏi chị hai. Chị dạy có năm đi thấy sao chị? Em sẽ massage chút xíu. Massage. Rồi sẽ đi rửa mặt sạch bằng nước. Sao máy mình vẫn còn chạy vậy trời, đi như rùa vậy. Chắc tại mình bị khô quá chị Trinh. Trong vòng 2 xí canh cũng xong rồi ha. Bây giờ tít 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 có nghĩa là mình đã xong lần thứ 2. Máy mình cũng ngưng rồi. Tắt máy, bây giờ mình sẽ lấy cái chất gel ra. Bây giờ mình rửa xuống. Phần này thì mình lau cho thiệt sạch để lấy cho nó sạch rồi bắt đầu mình mới bắt đầu bỏ cái gel lên. Ok, thì rồi. Sau khi mình lấy ha, mình làm sạch rồi ha. Em sẽ dùng cái khăn giấy này để rửa sạch lại. Chỉ lau khô thôi. Để cái này gọi là rejuvenating gel mask này đi kèm theo chung với cái bộ này. Rồi bước cuối cùng là bước thứ 3, mình sẽ dùng kem dưỡng giữ cho da có độ ẩm và độ săn chắc. Okay, kem này gọi là rejuvenate mask, và cái mask này, gel mask này mình sẽ lấy một cái chấm tròn trong lòng bàn tay của mình.
rồi mình massage từ 5 đến 7 phút. Relaxing. Calm down. Khi mà mình massage cái này lên, mình có thể calm down and relaxing, có thể ngồi nhắm mắt lại, tận hưởng cái giây phút tuyệt vời này. Trong khi mình massage cái mặt của mình, có nghĩa là mình vừa meditation inside và mình làm đẹp cái giang mặt của mình ở bên ngoài nữa cả nhà. Hello, chào anh Long Nguyễn. Rồi mình sẽ massage ha cả nhà. Cái công đoạn này là nếu mà người khác làm cho mình, cái công đoạn này em phê nhất nè. Dạ đúng rồi chị. Làm cho mình một mình, nếu mà mình làm, mình đi từ từ thì mình cũng phê thôi. Nhưng mà người khác làm cho mình đã. Người khác làm thì nó lại càng phê hơn nữa. Lúc ở trên tiệm mình làm cho khách á, khách nó ngủ ngon lành luôn. Đúng rồi đó chị. Ở đây cũng vậy, làm cho khách là nó khách nó phê luôn. Mùa đông này có thêm mấy service, mùa đông nó có thêm mấy service trong tiệm nail tuyệt vời ha. Facial rồi mặt nạ rồi là tùy theo. Tới khi mình giữa mặt xuống cái mát á, giật mình thức dậy. Nó nói trời, tao ngủ này ngon quá. Đang làm công đoạn bước thứ 3 của máy Galvanic Facial Spa. Đang massage. Rồi, thì bắt đầu mình để cho cái gel nó khô một chút xíu. Em đang meditation mình. Không chỉ mình bôi những cái kem làm đẹp bên ngoài đâu. Quan trọng nhất là mình trẻ và khỏe, phải là tinh thần ở bên trong. Thì giây phút này ngoài những cái việc là làm đẹp với các chị trong câu lạc bộ thì mình có thể meditation ngay lúc này, ngay cái moment này. Hello chị Kiều. 3 đến 5 phút cũng được. Hello chị Tuyết Phạm. Dạ em chào anh Long, anh Long khỏe không? Chị Ngô Phương. Chào chị. Rất là vui anh Long đã viếng thăm cái video của em. Hoàng Linh. Chia sẻ video dùm em nếu mà có ai thích làm cho da đẹp nhá. Mông heo à? Trần Thị Thuận Thiên và chị Liên Nguyễn. Trần Thị Thuận Thiên. Chào mấy chị khỏe không? Giờ này ở Việt Nam là chắc cũng chưa ha. Trong khi chờ đợi cái gel mask nó khô đó thì em cũng hay massage nó trong khoảng 5 đến 7 phút. Và khi nó khô đó, cả nhà có thể thấy da mặt của em rất là bóng. Và trong khoảng 7 phút sau đó em sẽ đi rửa mặt sạch và em sẽ dùng kem dưỡng buổi tối. Vậy là mình xong cái trị liệu rửa mặt và trị liệu làm săn da mặt với máy Galvanic Spa. Rồi, em nói sơ qua lại là hôm nay em đã dùng gì cho tối nay. Khác biệt với những lần trước là em chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt cleansing tone. Là sữa rửa mặt này em rất là yêu thích. Nhưng hôm nay thì có một sản phẩm khác và mới em muốn giới thiệu và chia sẻ với cả nhà. Là bởi vì sản phẩm này nó sẽ rất là tiện lợi cho những phái nam và những em bé tuổi teenager. Như con trai của em 15 tuổi, cháu rất là thích sử dụng cái máy này, là máy Lumi Spa. Nó rất đơn giản, chỉ trong vòng 2 phút thôi, mình có thể rửa mặt bằng sữa rửa mặt và chứng minh rằng cái máy Lumi Spa này rửa mặt nếp sâu biểu bì da rất là sạch, làm cho cái những cái đầu đen và những cái dơ bẩn lỗ chân lông nó sẽ khép lại và nó lấy đi những cái dơ ở dưới đó và đồng thời nó làm cho da mình sáng và mịn hơn. Và ngoài ra thì cái máy Lumi Spa nó còn có chất Ageloc, nó làm cho cái da mình căng hơn và chậm, có những cái nếp nhăn hơn. Thì đó là cái máy rửa mặt trong vòng 2 phút một ngày của mình ha. Rồi sau đó em sẽ sử dụng máy Facial Galvanic với cái trị liệu trong vòng 10 phút để làm cho da của mình sạch đẹp. Em dùng cái này trong vòng 1 tuần một lần. Hello chị Tuyết. Em chào chị Tuyết xinh đẹp. Tuyết khỏe.
em có một tuần để meditation làm đẹp với câu lạc bộ của các chị, và em cũng muốn chia sẻ với cả nhà. Xin chào tất cả các anh chị. Và trị liệu thì cũng đã, bước này là bước thứ ba, cũng đã xong. Thì bây giờ em sẽ rửa mặt sạch lại cái gel mask này. Mấy chị làm tới đâu rồi? Đắt rồi khó chị. Mình bây giờ đang lấy cái gel xuống. Lấy cái mask. Máy mình chắc bị đứt rồi hay sao đó, sao mình không thấy. Thấy chị, em thấy chị, hồi nãy em bị rớt. Thấy không? Mới em sao thấy đứng yên rồi. Mình rớt ra. Em phải sử dụng bằng cái phone nè. Ok, em đang chia sẻ cách nào thì có làn da duy trì, có một làn da luôn luôn tươi trẻ, chị Tuyết ơi. Khi nào chị Tuyết có máy, chị Tuyết lấy ra sử dụng nha. Cùng làm đẹp với em nha, với chị em của em ha. Ủa chị Phấn đâu rồi ta? Hello anh Trung Liêu. Rồi, giờ mình lấy cái treo xuống thì bắt đầu mình bỏ cái dài cái kem dưỡng ha. Và cái này không biết mấy chị có thấy mình được không? Cái này là cái chuvi. Cái này nó làm cho căng cái da mặt này. Cái chất đàn hồi. Nó mình gọi nó là giọt nước thần. Nó làm như là một giọt vậy thôi. Mà một giọt mình xài nguyên cái mặt của mình luôn. Hồi nãy cái máy của mình đang chừng nó froze luôn. Phải làm vô trở lại. Yeah, máy của em làm như bị fusion vậy đó. Đâu có, chị đang work mà chị. Work không? Sao bên mình thấy giống như nó bị đứng cái máy đó chị. Vậy hả? Em thấy chị đang... Yeah. Nhà em nó không biết có bị không. Bên mình thấy giống như bị đứng. Em thấy chị đang nhúc nhích là có nghĩa máy chị ok. Ok. Nếu mà nó bị froze rồi nó cứng luôn à, không có làm gì được đâu. Tại vì bên mình thấy cái màn ảnh nó không có đi, nó đứng yên mà. Không có nhung nhìn. Không rin à. Uh-huh. Em vô trở lại đó. Trở lại cái máy em. Thì em đang bỏ cái chuvi. Bây giờ mình cũng đang bỏ cái chuvi. Cái đây là cái dưỡng da sau khi mình làm cái facial, thì cái dưỡng da ẩm. Cái này nó sẽ giữ những cái nét mình hồi nãy vừa chạy máy lâu lâu hơn. Nó giữ cho nó căng nó thật lâu hơn, căng nó lâu. Đấy. Công nhận xài cái Lumi Spa, Lumi Spa thấy cái mặt nó khác hẳn hẳn hoi luôn á. Mới có 2 ngày liên tiếp mà nó khác thiệt. Dạ. Yeah. Khách okay. Đồ cũng chảy dớ luôn. Hay quá. Thì đây là cái máy Lumi Spa ha, là chị xài có 2 phút à. Dạ, một lần có 2 phút thôi. Ha. Ok. Thì bây giờ mình đã tới cái phần dưỡng da rồi, thì có nghĩa là mình cũng sẽ sắp hết cái chương trình làm mặt tới nay. Thì nếu như các anh chị em nào có cái nhu cầu làm đẹp cho bản thân mình, làm đẹp cho người thân trong gia đình, hoặc là nếu mang vô để làm trong tiệm của mình để có thêm cái dịch vụ, có thêm thu nhập, hoặc là mình muốn nhờ cái máy này để mà kinh doanh, thì cứ liên lạc với tất cả chị em của mình trên đây. Chúng ta có thể cùng nhau làm đẹp, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kiếm thêm một kinh doanh nếu muốn. Đây là một cái cơ hội dành cho các chị, các anh ở Việt Nam, cũng là các mẹ bỉm, right? Là những người mà có con nhỏ đó. Cái này rất là thích hợp để làm việc. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mình sẽ gặp nhau trong cái chương trình tuần sau. Và sẽ có nhiều điều lý thú hơn nữa để chia sẻ. Rồi, cảm ơn, good night. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye. Bye, chào các chị nha. I love you. Cảm ơn chị Trinh đã chia sẻ. Cảm ơn chị Hoa, chị Muối. Cảm ơn nha. Rất là dễ thương. Tối nay mình chị bên Việt Nam có một ngày vui.